Tết Giáp Thìn 2024 cũng đang cận kề chúng ta rồi. Đốc quyên thì một loại hoa Tết được ưa chuộng vài năm gần đây và không năm nào chúng vắng mặt trong thị trường hoa Tết cả. Càng ngày thì chúng lại càng có nhiều kiểu dáng bonsai khác nhau. Các bác cùng tham khảo một số mẫu bonsai đốc quyên bên em nhé để các bác lại trưng gì năm mới năm nay ạ. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Sức sáng tạo của con người thì không gì là không thể. Giờ đây không chỉ có những hàng tàng tròn, đốc quyên tròn như các bạn thường thấy, mà hiện nay chúng được uốn dáng thậm chí thành rất nhiều hình dáng bonsai khác nhau, 3 tầng, 5 tầng, 6 tầng, dạng đuôi công hay là lục bình, rất là nhiều hình dạng ý nghĩa khác nhau nữa. Các bạn hãy cùng em tham khảo một số mẫu xem có mẫu nào hợp với khuôn viên gia đình của mình không nhé. Đầu tiên thì phải kể đến là những cây bonsai 3 tầng đuôi công. Mẫu này đã có được vài năm rồi, tuy nhiên là chúng chưa bao giờ hết hot cả. Chúng sẽ có chiều cao khoảng tầm 60-70 phân và cái đuôi công cũng dài tương tự như vậy. Hoa thì chủ yếu vào hàng bonsai sẽ có màu đỏ là chủ yếu thôi ạ. Còn đối với những hàng tán tròn, chúng sẽ có đa dạng màu sắc hơn một chút. Cũng là một loại đuôi công khác nhưng mà nhiều tầng tán hơn, và đầu tiên đuôi công 5 tầng. Hàng này sẽ nhiều hơn 2 tầng tán và các tầng tán gốc sẽ to hơn một chút so với hàng đuôi công 3 tầng em vừa có kể đến. Và tất cả cây hiện tại này, em đang đều sẵn nụ như thế này nhé. Sẵn nụ trưng Tết, sẵn cả chồi non một chút nữa. Một số nụ sẽ bắt đầu hé nọ rồi, nên chúng có thể chưa được qua Tết Nguyên Đán hết tháng 2 âm lịch luôn ạ. Năm ngoái thì cũng rất là nhiều khách feedback lại trọng đôi quân đôi công cho chị đang cửa cho bên em sẽ là đẹp mắt đấy ạ. Nếu các bác không thích những chiếc đôi công dài thì em vẫn có những hàng tán cân bằng như thế này, có hàng 6 tầng, 5 tầng hay là hàng 3 tầng nhá, đầy đủ kích thước. Hay cả đến những cái mẫu mã mới nhất năm nay như là đôi quân lục bình. Với hàng 6 tầng tán thì tán của chúng sẽ rộng từ 20, 25 đến 30 phân tùy từng tầng tán. Em có loại 3 tầng, 5 tầng hoặc là 6 tầng đều kích thước tương tự nhau, chiều cao dao động khoảng 70-80 phân tùy từng cây. Hay đến cả những loại đô quyên lục bình là mẫu mã tân hóa mới về rồi đấy ạ. Năm nay thì em về cũng ít hàng này đâu nhá, nên là bác nào muốn những hàng đô quyên lục bình có thể tranh thủ cái mẫu em sớm ạ. Dĩ nhiên là sẽ không chỉ có những hàng bonsai đâu ạ, những hàng tán tròn nhỏ với đa dạng màu sắc em vẫn có đủ nhá. Nổi bật và cũng được ưa chuộng nhiều nhất đó chính là những cây hoa đô quyên màu đỏ như thế này. Loại này thì sẽ có hàng nhiều thân một chậu và hàng một thân một chậu. Năm nay thì em chủ yếu bán hàng một thân một chậu, chúng nó thân rất là đẹp. Những hàng một thân thì sau này giá thành của nó cũng sẽ cao hơn và chúng sẽ ở bên với thị trường hơn, là các bác hãy tham khảo dòng này để trưng Tết nhé. Có màu đỏ, màu kem, màu hồng, màu song hỷ hay là cả màu tím, rất là nhiều màu sắc từ những cây đỗ quyên tấn tròn như thế này. Đó là một số mẫu những cây hoa đỗ quyên bên em, đủ từ những kích thước bonsai hay hàng tán tròn. Các bác ưng loại nào hay là kích thước nào phù hợp để trang trí khu bên gia đình mình có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 0923912111. Vườn em hiện thì có giao hàng toàn quốc, các bác đã nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Nhân tiện đây thì có rất là nhiều loại hoa Tết để có thể trưng đẹp cho năm nay nữa, mời các bác cùng tham khảo thêm về bên em nhé. Nếu các bạn yêu thích một loại hoa ngày Tết có màu sắc rực rỡ nhưng lại tinh tế hút mắt thì mai đỏ chính là một sự lựa chọn mà bạn khó có thể bỏ qua. Cây vừa mang đậm nét truyền thống của Việt Nam lại mang những mới lạ. Đặc biệt mai đỏ còn biết đến là một loại cây phong thủy được nhà người người yêu thích, bởi chúng mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp vào những dịp đầu năm mới. Trên tay mình đây là một cây mai đỏ Nhật Bản. Cây này hiện vẫn đang sinh trưởng và phát triển rất tốt. Trong hình thức thì có vẻ không được đáng ghi cho lắm, tuy nhiên những cây này vẫn đang phát triển rất tốt. Đây là một đặc tính tự nhiên của nó. Vào thời điểm cây ra hoa, lá trên cây đã rụng hết, chỉ còn trơ ra những răm nụ nhỏ như thế này. Đến khoảng những ngày 15 tháng 12 âm lịch, trên cây sẽ cho nụ xanh như thế này. Lớp vỏ xanh ngoài là những lớp đài hoa. Và chỉ khoảng từ 23 đến 25, cây sẽ bắt đầu nở. Hoa của chúng sẽ có màu đỏ rất là rực rỡ và bắt mắt. Loại hoa này có hoa chơi rất lâu, có thể chơi được cả tháng. Hoa mai đỏ là một loại hoa rất dễ trồng. Hoa có dáng tượng mai vàng miền Nam nhưng lại có màu đỏ rực rỡ và nở đúng dịp Tết, mang nhiều ý nghĩa may mắn. Một loại hoa tiếp theo không khoe sắc rực rỡ nhưng lại có hương thơm ngào ngạt quyến rũ. Mỗi năm cứ đến mùa hoa này nở là bắt đầu chuẩn bị Tết rồi các bạn. Hơn nữa năm nay thì chúng đã qua một đời hoa rộ rồi, chúng sẽ nở rải rác từ bây giờ đến tháng 2, tháng 3 tháng sau mới hết hoa nhé. Bên em đây là một vườn hoa một phương tao hoa vàng. Cây đang rất là đẹp đấy ạ, rất là nhiều kích thước khác nhau, từ những cây hàng nhỏ chỉ vài trăm thôi hay là những hàng cổ thụ quanh khoảng 24, 25 hay là đến hàng to hơn nữa em đều có đủ nhá. Các cây này thì hiện nó cao khoảng tầm 2,5 m đến 3 m tùy từng cây. Cây này thì vanh bé hơn một chút này, quanh khoảng 17, 18 nhá, hoặc là những hàng to hơn khoảng 25, 26 đều có. Cây này thì tán rất là phát triển rất là đều đẹp này, cành xăm cành tán rất là xốp nhá, tán tỏa đều bốn phía luôn ạ. Ngoài ra thì vẫn sẽ có những hàng nhỏ hơn như thế này, những cây này thì nó sẽ cao khoảng tầm 1,6, 1,7 thôi. Gốc đường kính khoảng 2 đến 3 phân này, cũng đắt hơn khoảng 60 đến 70 phân nhé. Những hàng này giá trị vài trăm nghìn một cây thôi. Hồ Hương thì hiện nay thì giá đang rất là phải chăng đấy ạ. Rất là tốt để các bác sưu tầm rồi nhé.
Sắc trà, hương mộc đã là câu nói từ thời gian xưa mà ông bà đã truyền lại. Quả đúng bởi vậy, hai loại hoa này chưa bao thiếu vào mỗi dịp Tết, cũng là hai loại hoa tiêu biểu để trưng Tết. Đã có mộc hương thì sau đây em sẽ giới thiệu các bác một số loại hoa trà bên em. Các loại này thì có loại có thể trưng vào Tết, có loại có thể trưng quanh năm, hay là cũng có loại có hương thơm, rất là nhiều loại khác nhau. Các bác lại tham khảo thêm để chọn ra loại hoa phù hợp để trưng Tết Nguyên Đán của mình. Loại hoa đầu tiên em muốn giới thiệu đó chính là những cây hoa trà tử quý. Đúng như tên gọi thì đây cũng là một loại hoa có thể trưng được quanh năm. Đây là dòng hoa trà tử quý cánh kép, hoa có màu đỏ, có thêm nhị vàng ở giữa, cánh rất là nhiều. Trà tử quý thì cũng có hai loại, đó là cánh kép và cánh đơn. Tuy nhiên thì cánh kép của chúng sẽ có hoa đẹp và rực rỡ hơn, cũng như là nhiều cái xếp đan xen lại với nhau. Thứ hai đó chính là những cây hoa trà hồng thơm. Đây cũng là một loại hoa trà khá đặc biệt, là một loại trà duy nhất có hương thơm. Loại này là một loại hoa màu hồng phấn, chúng cũng có cách xếp hoa khá độc lạ, có nhị vàng ở giữa. Mỗi loại này thì em cũng có khoảng từ 4-5 cỡ để các bác có thể tham khảo. Thêm một loại hoa khác, chúng có màu đỏ. Nguyên loại này thì chỉ nở vào dịp Tết, không có hoa quanh năm như trà tử quý. Cách xếp hoa của chúng lại giống như hoa hồng, và loại này cũng sẽ không có nhị hoa đâu ạ. Đây chỉ là những cây hoa trà đỏ cung đình. Dòng này thì chúng sẽ có hoa màu đỏ tươi rất là đẹp mắt. Màu đỏ cũng là màu tượng trưng cho sự may mắn, vậy nên là rất thích hợp để trồng trang trí vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Còn nếu các bác là muốn đa dạng màu sắc hơn, chúng ta lại tham khảo dòng trà ngũ sắc. Loại này thì chúng sẽ có hai mặt hoa trên một cây, đó chính là mặt hoa đỏ cung đình và mặt hoa ngũ sắc như thế này. Chúng sẽ có màu hồng và màu đỏ đan xen trên cùng một cây. Thêm một loại trà mà chúng lại có nhiều màu sắc cùng kết hợp, đó chính là trà song hỷ. Đây cũng là một dòng trà mới, chỉ được bên em du lịch về năm ngoái thôi ạ. Năm nay thì cây đã thuần hơn rất là nhiều với hiệu nước ta, lên nụ và hoa rất là sai. Trà loại này dành cho các bác nào muốn sưu tầm những loại trà độc lạ, ít đụng hàng. Hoa của chúng thì có kết hợp từ khá là nhiều màu sắc như những con cá koi vậy. Em cũng vừa điểm qua năm loại trà rồi. Nếu các bác vẫn chưa tham khảo được thì có thể tham khảo dòng trà cuối cùng này, đó là những cây hoa trà bạch với sắc trắng tinh khôi, thuần khiết, chỉ một màu nhưng vẫn luôn tỏa sáng. Những cây hoa trà mịn bạch như thế này vẫn luôn được mọi người săn lùng và tìm mua từ xưa đến nay. Chúng vẫn chiếm một vị trí rất cao trong lòng những người yêu hoa trà mi. Sau hai loại hoa quen thuộc và mỗi dịp Tết đến xuân về, thì tiếp sau đây em sẽ giới thiệu với các bác một loại hoa mới hơn. Chúng được ngoại nhập về và hiện nay cũng đang trồng thành công ở Việt Nam rất là nhiều rồi. Hoa lại vừa có sắc vừa có hương nên là rất được ưa chuộng thời gian gần đây, đó chính là những cây hoa mộc lan. Về Việt Nam thì loại này thường có hoa màu đỏ tím, cây cũng có thể chơi hoa rất là bền. Không chỉ có sắc, loại cây này còn có hương thơm rất là nồng nàn, quyến rũ. Hàng này thì vẫn còn nhiều cỡ khác nhau, từ những cây giống nhỏ hay là những hàng to trưởng thành như thế này, cây khoảng từ 3m đến 4m. Mộc lan nếu mà các bác trồng thuần và phát triển ở Việt Nam thì cây vẫn cho hoa phát triển rất là tốt. Bên đây thì cũng sẽ có nhiều cỡ những cây hoa mộc lan này khác nhau, cũng rất là đảm bảo để chơi thôi. Thêm một loại hoa nữa với màu sắc đỏ thím độc lạ, mang ý nghĩa cát tường may mắn từ nhà gia chủ. Đây là một giống cây thím độc lạ được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam gần đây. Không phải tự nhiên mà loại cây này vừa xuất hiện đã được dân chơi săn đón nhiều đến vậy. Cây ẩn chứa trong mình rất nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy. Đây là loại cây tượng trưng sức khỏe và quyền uy. Hồng phụ là một loại cây thân gỗ có thể trồng lâu năm, cây có khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt. Loại hoa này nổi bật với khả năng ra hâu độ quanh năm và là giống hoa cảnh riêng hoa. Cây hồng phụ là một loại cây giám bụi tán tròn với lá màu đỏ tím, lá có thể chuyển sang màu xanh là cây vào mùa hè. Hoa có màu hồng bắt mắt nổi bật trên nền cây xanh tím. Cây có thể đạt chiều cao từ khoảng 1 đến 2 mét khi trưởng thành, là một loại cây phát triển rất mạnh. Trồng hồng phụ trong nhà giúp thu hút nhiều may mắn, tài lộc, sự được của cải, đồng thời có mang đến may mắn cho con đường công danh sự nghiệp của gia chủ. Vậy nên đây cũng là một loại hoa mang nhiều nghĩa cực tốt, thích hợp trồng vào những dịp đầu năm mới. Một loại cây cuối cùng mình giới thiệu sau đây, đây là biểu tượng của một đất nước Nhật Bản. Mỗi loại hoa thu rất nổi tiếng với những hình ảnh con gà đỏ đồng loạt thay lá, tạo nên một cái rất là rực rỡ nên thơ. Hiện nay những cây con gà đỏ này đã được du nhập Việt Nam, có thể trồng và phát triển rất tốt với gạo nước ta. Đây là những cây con gà đỏ đang có vườn mình. Đều là những cây nguyên bản với chiều cao khoảng 3m đến 3m rưỡi. Đều là các cây nhập khẩu nguyên bầu nên khi trồng cây đã phát triển rất là ổn định. Với loại cây này các bạn có thể trồng ở sân vườn, các khu đô thị hay là ở các công trình. Ngoài các hàng với kích thước to như vậy thì bên mình có các cây với kích thước nhỏ hơn với chiều cao khoảng 2m. Lá của những cây phong này khi được trồng ở Việt Nam vẫn cho màu rất là đỏ thắm, là một đỏ đặc trưng. Loại cây này đã du nhập Việt Nam vài năm gần đây nhưng lại sinh trưởng phát triển rất tốt, đã được trồng ở nhiều nơi, có thể trồng được cả 3 miền khí hậu nước ta.
Vậy nên nếu các bạn có yêu thích về loại phong này mà còn chưa dám thử thì có thể tham khảo thêm những cây phong bên mình. Đây đều là những cây nhập khẩu nguyên bầu và đã ăn với khí hậu của nước ta. Đó là 5 loại hoa cây cảnh đẹp, độc lạ, mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt, thích hợp trồng vào những dịp đầu năm mới mình vừa giới thiệu với các bạn. Nếu các bạn có yêu thích bất kỳ loại hoa nào hoặc là muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về chúng, có thể liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn tư vấn cách trồng cũng như cách chăm sóc và chọn cây để các bạn có những cây đẹp nhất, thú vị nhất có thể chơi tiếp năm nay. Đó là tóm tắt một số loại hoa mà cô chú anh chị và các bạn vừa tham khảo để chương trình Tết năm nay. Ngoài ra thì sắp tới đây bên này mình còn để thêm rất là nhiều loại hoa khác, như là những loại hoa như là mai đỏ, mai trắng, mai vàng, và cả thêm những loại cây cảnh hoa độc lạ hơn như là bưởi Tết, mía cảnh, đu đủ bonsai, táo sơn trà, hay là nhiều đỉnh giá độc lạ hơn khác của một số loại cây cảnh. Thì trong video tiếp theo em sẽ giới thiệu chi tiết để các bạn có thể tham khảo đón Tết năm 2024 thêm được nữa hàng xuân. Trên kênh YouTube này thì bên em sẽ cập nhật thêm nhiều loại hoa cây ăn quả cũng như là báo giá chi tiết một số cỡ, một số loại cây khác nhau, như là một số loại cây cảnh mới hay là một số loại vẫn đang rất được ưa chuộng để các bác tham khảo. Không chỉ nuôi gia đình mình, không chỉ chơi Tết mà lại chứng được quanh năm, hoa độc quả quanh năm. Các bác hãy follow kênh YouTube này để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn về loại số loại hoa cây ăn quả mới nhất.